Sao cả nhà? Cả nhà hôm nay có khỏe không? Chào mừng cả nhà đến với kênh Johnny MD USA. Chào mừng tất cả các ông bà, anh chị, cô chú luôn luôn ủng hộ cho kênh mình suốt thời gian qua. Mình cũng mới làm thôi nhưng mà lúc nào cũng ủng hộ kênh của mình. Và cảm ơn những anh chị cô chú mới subscribe đăng ký kênh cho mình, cho Jenny. Cảm ơn, mình thân thành cảm ơn rất 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 là nhiều đã ủng hộ kênh cho mình. Đó là một cái tinh thần để cho mình tiếp tục mình làm, tiếp tục những video lần sau. Và cả nhà ơi, hôm nay thì cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ cùng vào bếp với nhau nha. Mình nấu món thịt kho dưa cải nha. Dưa cải bữa mình làm á rất là ngon á. Nếu mà các anh chị cô chú nào á mà muốn làm, nhớ coi video cách làm dưa cải của mình nha. Nhanh gọn lại đảm bảo ăn rất là ngon. Nhớ làm nha cả nhà. Alright, bây giờ mình sẽ cùng nhau làm món thịt kho dưa cải chua nha. Ok, bây giờ mình bắt tay cùng làm nè. Ok cả nhà ơi, bây giờ thịt mình cắt nhỏ, mình thịt heo mình đã rửa sạch rồi, sau đó mình rửa với lại nước 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 ấm trong giò á, cho rửa đi những cái bẩn rồi thịt nó dơ máu rồi này kia. Và mình rửa muối, sau đó mình rửa muối và mình sau đó mình rửa thêm rượu để cho nó khử hết cái mùi của như nào dơ rồi của thịt đi, nó khử hết. Cho nói chung là mình rửa nước nước ấm nè, nước nóng thì là muối và rượu. Và bây giờ mình mới cắt tỏi mình bỏ vô đó. Xong bây giờ mình bỏ chút tiêu. Tiêu. Tiêu cho nó thơm. Excuse me. Rồi mình đỏ một chút đường. Chút nước mắm. Ok, sau đó mình bỏ nhiêu đây, cỡ chừng 2 muỗng nước mắm. Ok, xong bây giờ mình ok bỏ gia vị vô xong rồi, trộn đều vô. Mình ăn rất ít thịt cho nên chỉ bao nhiêu đây thôi, ăn một lần thôi, nhiều đây nhiều lúc ăn không hết nữa. Ok, bây giờ mình để đây nha, mình để đây cho thịt thấm cỡ chừng 20 phút, 20 đến 30 phút. Trong thời gian đó thì mình đi cắt dưa cải ra nha. Ok cả nhà ơi, bây giờ mình bắt đầu mình kho thịt bật nha. Lửa lên nè. Thank you.
mình nè. Bây giờ mình cho ít nước sôi vô. Ngon nha, đảm bảo an toàn vệ sinh luôn á. Okay, bây giờ mình cho cải nha. Cải hồi nãy mình chờ thời gian mình ướp thịt này cả nha. Mình cắt, mình lấy cải ra mình cắt. Cải thì mình cắt tùy. Từ nhà mình ăn như thế nào thì mình cắt vậy thôi, chứ không cần muốn theo kiểu gì thì cắt kiểu đó nha. Nhỏ bé thì cũng được, tùy nhà mình ăn. Rồi, bỏ luôn. Màu cho mình cũng không ăn hết cái miếng ớt đâu, nhưng mà mình làm là cho trang trí cái cho cái nồi kho của mình nó đẹp, mấy ai ăn nó cũng ngon thôi, cứ the the mà thôi, cắt the the nó cũng ngon lắm cả nha. Để đây khoảng chừng 10-15 phút nữa là ok rồi. Mình sẽ quay trở lại sau 15 phút nha cả nhà. Bên này đố cả nhà là mình đang nấu món gì nè. Mình đang nấu món chè đậu đen. Hôm nay mình tự nhiên mình thích ăn chè đậu đen. Nó hơi nên nóng nóng trong người á. Mình ăn thời tiết nó cứ nóng rồi lạnh á. Nó hay thay đổi thất thường. Cho nên mình nấu chè đậu đen ăn cho nó mát nha cả nhà. Bên cạnh nồi thịt kho thì mình có ăn xong mình có chè đậu đen mình tráng miệng nữa nè. Thì chè đậu đen thì nấu đơn giản thôi, mình rửa sạch sẽ xong pha nước xong rồi mình đổ nước nước vô xong rồi mình bắt đầu mình luộc, mình để cho nó mềm đậu. Khi nào mềm đậu mình bỏ thêm xíu muối, khi nào mình mềm đậu rồi mình bỏ thêm mình rồi mình mới bỏ đường vô nha. Cứ vậy mình để heo heo rồi tùy theo mình thích nên ở nhà rồi như thế mình có món chè mình ăn thôi. Ok cả nhà ơi, bây giờ
Nồi thịt kho của mình đã được 15 phút rồi đây. Là cứ 5 phút mình đảo, 5 phút mình đảo nha. Không phải mình cứ để ra. Lâu lâu mình canh chừng nó coi thử nó sao. Ok, bây giờ của mình là ngon rồi nè. Ngon đó. Bây giờ mình bỏ hủ tiêu. Thôi. Rồi bỏ thêm hành lá vô. Như vậy là nồi thịt kho như cà chua của mình đã xong rồi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà vào video lần sau. Nếu mà thích video thì nhớ đăng ký, share, like và đăng ký cho mình, cho kênh của mình nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.